Chiều ngày 17 tháng 1, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, tới thăm tặng quà ông Nguyễn Văn Thú, anh hùng lao động, hiện đang cư trú tại phường Lãm Hà. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận. Ông Nguyễn Văn Thú sinh năm 1953, năm 1985, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất và công tác. Tại gia đình, đồng chí Lê Trung Kiên, trưởng ban ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng và đồng chí Phạm Ban Khanh, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống gia đình, trao quà chúc ông và gia đình đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 vui vẻ đầm ấm, mong ông tiếp tục phát huy truyền thống vận động con cháu người thân trong gia đình thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương. Anh hùng lao động Nguyễn Văn Thú trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thành phố và quận. Mong muốn trong năm mới 2022, thành phố, quận và phường sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, phát triển vững mạnh toàn diện.